Khi men còn trong hơi thở,
lại gần hơn em đi. Khi con tim không còn chen đề, khi hai mắt em hay hay, anh nói anh say tim đầy, vậy lại gần hơn em đi. Của nữ ca sĩ Triệu Vy và những kịch hoa thường thường của quý vị rất nhiều. Và rồi liên tục chương trình, Khiết Linh xin gửi tới quý vị lời mình chúc sức khỏe là chào thân ái nhất. Hôm nay là sinh nhật của Phương Nghi thì Khiết Linh xin kính chúc cho bé Phương Nghi tuổi mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tới bình an. Và xin kính chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp và an lành. Hôm nay tới đây Khiết Linh xin gửi tới quý vị một ca khúc cũng khá là dễ thương và sôi động, ca khúc có tên Người Thứ Ba, mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Idol tôi đó. Xin mời tôi sẽ thích chào mừng rất là nhiều ạ. À. Idol. Đầu tiên là cho phép là được gửi đến gia đình cũng như tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe để chào thân ái như là. Idol. Hôm nay về Happy Birthday của bé Phương Nghi. Anh đang xin được chúc bé thêm một tuần mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và cũng xin được kính chúc cho tất cả quý vị một buổi tiệc thật vui tươi và biển ạ. À. Và để lên tiếp chương trình hôm nay thì xin phép được gửi tặng cho tất cả quý vị ca khúc Vì Em Thương Anh. Xin được cùng nghe. Thương anh nào?
Dung tận hôm nay ạ. Dạ vâng, và đến liên tiếp chương trình hôm nay thì em xin phép được mến mời tiếng hát giao lưu của anh Gạo ạ. Dạ, em xin phép được mời anh Gạo ạ, theo lời cầu của gia đình nha quý vị ơi. Dành tặng cho Gạo một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ.